Tham dự buổi họp báo, về phía Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh có Thượng tọa Thích Nhật Từ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Thượng tọa Thích Trí Dân, Trưởng ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Về phía Hội Nhiếp ảnh thành phố có nghệ sĩ nhiếp ảnh Đoàn Hoài Trung, Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban tổ chức cuộc thi. Buổi ra mắt còn có sự tham dự của đại diện phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí tại thành phố Hồ Chí Minh. Tại buổi ra mắt chương trình, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam và Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ hỗ trợ người tham dự về các chùa và trải nghiệm những hoạt động như lễ tốt nghiệp tại Học viện Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, nơi tu học của hơn 1.300 tăng ni, diễn ra vào ngày 24 tháng 4 sắp tới. Bên cạnh đó, hướng đến kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức triển lãm ảnh tại Việt Nam Quốc tự, quận 10, dự kiến kéo dài một tuần lễ từ ngày 12 đến 20 tháng 6. Triển lãm sẽ quy tụ khoảng 500 đến 600 bức ảnh. Phát biểu tại buổi họp báo, Thượng tọa Thích Nhật Từ chia sẻ: Phật giáo đồng hành với dân tộc á, thứ nhất á là tạo ra một bức tranh về những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh trong suốt 40 năm phụng sự nhân sinh và hỗ trợ an dân, cũng như là những cái triển khai về ứng dụng đạo đức Phật giáo, sự duy trì bản sắc văn hóa Phật giáo, đồng thời phổ biến những cái đóng góp về ứng phó với biến đổi khí hậu, hâm nóng toàn cầu, các hoạt động an sinh xã hội cho các thành phần yếu thế, đồng thời đề cao những giá trị cao quý khác. Đó là những đóng góp của giới Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh trong phòng chống Covid-19. Cho nên thông qua đó cái thông điệp chính yếu của lần này đó là kêu gọi nhiều hơn nữa các tăng ni và Phật tử đóng góp để đạo Phật luôn có cơ hội có mặt ở các ngõ ngách của cuộc đời, khi mà nơi nào có các nỗi khổ niềm đau thì nơi đó có sự đóng góp của đạo Phật. Vì là một cuộc thi ảnh nghệ thuật phối hợp giữa Viện Nghiên cứu Phật Việt Nam, Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh và Hội Nhiếp ảnh thành phố Hồ Chí Minh, thì chúng tôi sẽ cố gắng tạo những điều kiện thuận lợi nhất để giúp cho các anh chị em nghệ sĩ nhiếp ảnh đó có được những cái không gian sáng tác về những cái chủ đề chuyên về Phật giáo. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng kêu gọi tất cả các anh chị em nhiếp ảnh nghiệp dư hoặc là những anh em chị em nhiếp ảnh ngoài thành phố Hồ Chí Minh và có thể tham gia đóng góp các tác phẩm của mình, mỗi người 10 tác phẩm về những cái chủ đề chính và chủ phụ mà chúng tôi vừa nêu, để thông qua đó chúng ta truyền đạt những thông điệp cao quý cho cuộc đời. Giáo hội Phật giáo quan tâm làm thế nào để mở nhiều cánh cửa, nhiều con đường giúp nhiều người trẻ đến với đạo Phật hơn. Ngoài giá trị của thiền, Phật giáo còn mang lại nhiều giá trị đạo đức cho người trẻ, giúp họ giải quyết khổ đau, từ đó sống có giá trị, có ích hơn. Thông qua cuộc thi này, hy vọng điều mong mỏi của giáo hội được thực hiện một cách tốt hơn. Với vai trò trưởng ban tổ chức cuộc thi, ông Đoàn Hoài Trung cũng chia sẻ mong muốn đề cao các giá trị và vai trò của Phật giáo trong đời sống người Việt. Bởi lẽ, Phật giáo đã luôn đồng hành cùng dân tộc từ ngàn xưa. Dịp này, Thượng tọa Thích Trí Dân cũng bày tỏ hy vọng sau cuộc thi này sẽ có nhiều tác phẩm góp mặt trong triển lãm kỷ niệm 40 năm sắp tới của giáo hội. Được biết, đây cũng là lần đầu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Hội Nhiếp ảnh thành phố tổ chức cuộc thi ảnh nghệ thuật Phật giáo với chủ đề Phật giáo đồng hành cùng dân tộc.